chị nào không chị mà sẽ đấy sang hướng được cái cửa khẩu ấy mai đi ngược chiều xuống đây này. Thế thôi, chục cân rồi. Chờ chờ em lúc đó. Bộ quần áo làm con.
Cả một tour gói người ta mấy trăm nghìn bạc giờ bỏ đi. Mình chạy nó mới đi theo một flow là không rơi được.